Xin chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại video trên channel LVT Official. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những gọi là những món đồ săn gọi là xưa nay hiếm tại server của công thành chiến.us, một server đồ săn hoàng kim môn phái dành cho người đi làm ít có thời gian hoạt động. Đây là dàn bán hàng, không biết là có cao thủ nào mà chúng ta có thể vào chiêm ngưỡng thử coi. Những món đồ săn mà có thể nói là anh em chưa bao giờ được nhìn thấy luôn. Chắc có lẽ là khó anh em có thể sở hữu được những món này. Và có thể là những món đồ săn mà có thể nói là ui dồi ôi. Anh em thấy gì chưa? Tốc độ đánh, mắt binh sắc thương, sinh lực nữa thôi. Chỉ tiếc là kháng độc có 2 thôi. Hay là những món... món này kháng ngoại 540, 2540, sinh lực 200. Anh em thấy gì chưa? Sinh lực mắt binh. Đó, thấy chưa? 2140 là chuyển hóa 15 nữa anh em ạ. Anh em thấy ghê chưa? Băng sát 98, sát thương 90, kháng ngoại 21. Thì vương đao xài đúng bài luôn anh em ạ. Thiếu độ và cung cấp chính xác nữa thôi. Rồi nón kháng băng xin được tới 196 đó. 2540, sinh lực 61, chuyển hóa 10. Hay là cây kiếm này độc sát nội công tới 45 điểm, tốc đánh 30. Hay là cây kiếm này độc sát 49. Hay là cái này độc sát nội 45. Đó, đây là một cái shop tại Ba Lăng huyện. Tiếp tục chúng ta tới shop khác nha em. Chúng ta coi mấy cái vũ khí nha. Yeah. Toái Nguyệt Đào tốc 30, sát thương 49. Sát thương 49. Sát thương 48-99%. Em thấy ghê chưa? Toàn cây nỏ mà hệ kim gần như mắc binh. Em thấy không? 2540 chuyển hóa 10. 2540 xin lực 190 luôn. Xin lực 197 luôn. Ghê chưa anh em? Này xin lực 193, đồ toàn xin lực 119 hết không? Đó, xin lực 199 luôn anh em ạ. À, anh em thấy kết món nào anh em? Ui, đây là shop vũ khí cây đao. Ui, băng sáng nội công 200 luôn. Trời ơi. Trời ơi trời. Băng sáng 100 luôn anh em ạ. Rất tiếc không có sát thương phần trăm. Rồi anh em thấy cái món vũ khí nào VIP anh em hãy bình luận bên dưới anh em. Thấy ghê chưa anh em? Anh em thấy những món đồ xanh mà có thể nói là chưa bao giờ anh em có thể thấy trên võ lâm đúng không anh em? Đồ dây mộc. Đồ dây mộc 3 dòng nhưng rất là chất lượng anh em ạ. Dây chuyền kháng băng, dây chuyền kháng lôi mà xin được 113. Kháng băng. Cái nhẫn kháng băng thì cũng không nhiều phái ưa chuộng lắm. Kháng lôi 30 xin lực 194 lượng anh em ạ. 30 may mắn 1 luôn, xin lực 200 luôn anh em. May mắn 10 thì còn gần nhường như là mắc ọp luôn. À, kỳ trì anh em ạ. Ôi, băng sát có 90 à. Băng sát 93 à, không ngon. Ê, hỏa sáng nội công 200 làm chậm 40. Làm chậm ẩn một thì đẹp hơn anh em nhỉ. Rồi đến cái bóng băng sáng 100 mà sát thương có 22 thôi. Băng sát 97 mà sát thương có 6. Đó, băng sáng 100 luôn anh em ạ. Thiếu sát thương. Ui, dây chuyền anh em, dây chuyền hệ hỏa. Làm chậm 40. 40 ẩn một thì ngon hơn đúng không anh em? Anh em thấy server mà đồ xanh nhìn thấy chất lượng không anh em? Ui dồi, đây shop. Shop nhận. Shop dày. Anh em thấy kết món nào thì em hãy hãy vào server công thành chiến.us để anh em tải game và trải nghiệm nha. Rồi bye bye anh em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em nha.